Cảm ơn các bác đã quay trở lại với kênh YouTube đồ gỗ Ba Đại chúng em. Video hôm nay muốn nên giới thiệu cho các bác một số sản phẩm đồ gỗ và những siêu phẩm hiện có bên cơ sở đồ gỗ Ba Đại. Đây là sản phẩm đầu tiên ạ. Video clip hôm nay em muốn giới thiệu một chiếc sập nhân chi, chất liệu nào gỗ gụ hay còn gọi nào gụ mật, miền Nam gọi gõ mật ạ. Đầu tiên em đo thông số để các bác nắm về kích thước. Chiếc sập nhân chi này có tổng chiều ngang là 200 cm và sâu là 160 cm. Em đến gần và em quay chi tiết. Đầu tiên là với phần yếm bệ ạ. Với chiếc sập nhân chi này là phần chân em đo 18 cm. Chân ạ, rất là dày dặn và chắc chắn ạ. Được khảm ạ, những bông hoa, những nụ hoa được cắt tỉa và xem nọng cực kỳ là cầu kỳ. Đây là phần yếm bệ nhà các bác. Khi lờ vào chặt gỗ thì cực kỳ là dày dặn, những đường nét cắt tỉa và xem nọng ạ. Các bác biết là nguyên liệu ạ, được khảm ốc ạ, với chất ốc Singapore đỏ nửa vàng chanh. Những đường nét đặng cắt tỉa tơ tóc sắc nét ạ. Hàng sen nọng thì các bác biết rồi, rất là cầu kỳ. Và chính giữa của chiếc bệ ạ, được khảm ạ, sen vịt, sen cò. Hàng cắt tỉa tỉ mỉ, tơ tóc sắc nét đến từng chi tiết nhỏ. Về chất ốc ạ, Singapore đỏ nửa vàng chanh. Rồi xem ạ, những con giống ạ, những phần đều được cắt tỉa và sen nọng. Với chiếc sập niên chi này, hàng khảm ba mặt ạ. Với hai bên hông là được khảm là như nhau. Xem ạ, với tất cả trên phần cổ ạ đều được khảm những đường nét ạ và những đường oval. Em quay lên đến mặt sập ạ. Với chính giữa nòng sập đây ạ, được khảm ạ tùng hạt bách điểu. Với chất ốc Singapore đỏ nửa vàng chanh, hàng được cắt tỉa tơ tóc sắc nét đến từng chi tiết nhỏ. Với chiếc sập niên chi này mặt ná đôi nha các bác. Chất gỗ lành nặn liền lạc ạ, vân không chê vào đâu được. Và chính giữa đây ạ, tại một vòng tròn nha các bác, được khảm ạ những đường dây neo niên chi, những đường oval được chạy tròn ạ, chính giữa cho mặt sập. Và là đến những góc ạ đều được khảm ạ những giỏ hoa. Và những con giống ạ, những con bướm ạ đều được cắt tỉa và sen nọng. Và đang đến bên ngoài của chiếc mặt sập ạ, được khảm ạ tứ quý bốn mùa, tùng cúc trúc mai tượng trưng cho bốn mùa xuân hạ thu đông, và xen kẽ là những đường oval ạ, cũng được khảm ạ và chạy kín trên mặt sập. Về chất gỗ này nặng liền nè nhà các bác. Em báo giá giao lưu với chiếc sập niên chi này ạ, giá là 82 triệu, em bao bị phí ship và lắp ráp tại nhà cho tất cả các bác. Và xuống dưới bên đây ạ, em có một chiếc tủ niên chi, chất liệu nào gỗ gụ hay còn gọi nào gỗ mật, miền Nam gọi gõ mật ạ. Đầu tiên em đo thông số, chiếc tủ niên chi này có tổng chiều ngang là 182 cm, cao 73 cm, sâu 47 cm nha các bác. Em đến gần và em quay chi tiết. Đầu tiên này em quay đến phần đôi cánh ạ. Với chiếc tủ niên chi này ạ, khảm ốc, chất ốc Singapore ạ, đỏ nửa vàng chanh. Đôi cánh ạ được khảm ạ tích, tích là tích văn vương nha các bác. Hàng được cắt tỉa và sen nọng ạ, cực kỳ là cầu kỳ và thủ công. Để các bác xem ạ, với những đường nét cắt tỉa nhìn rất là có hồn. Hàng cắt tỉa sen nọng. Bên ngoài cũng được khảm mạ sóc nho, được khảm mạ chạy quanh ạ. Và đây là đến bên ngoài ạ, những góc ạ đều được khảm những đường oval, những đường dây neo liên chi cũng được khảm mạ và chạy kín bên phần ngoài của phần đôi cánh ạ. Và em quay lại đến phần nèo ạ. Với phần nèo được khảm ạ sóc nho nhà các bác. Hàng cắt tỉa sen nọng, rất là cầu kỳ, những đường nét cắt tỉa tơ tóc sắc nét đến từng chi tiết. Em quay sang đến đôi cánh thứ hai ạ, để các bác có thể là xem được kỹ hơn.
Tích Văn Vương nha các bác. À, được cắt tỉa những đường nét ạ, rất là có hồn. Để chân ốc Singapore đỏ nửa vàng chanh. Đây này em quay đến phần bệ ạ. Hàng cắt tỉa rất là tỉ mỉ nha các bác. Những phần chân ạ được khảm ạ. Những cây sen, những bông sen. Và chính giữa của phần yếm bệ này ạ, được khảm những sóc nho. Với chiếc tủ niên chi này, hàng khảm ba mặt với hai bên hông ạ được khảm như nhau. Hai bên hông được khảm ạ sen vịt sen cò nha các bác. Cái chân gỗ ạ, lành nặng niền nặng. Và em báo giá giao lưu với chiếc tủ niên chi này, giá là 48 triệu, em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác. Và khi các bác kê vào không gian phòng khách ạ, các bác có thể nào ghép ạ thành một bộ combo sập tủ niên chi như thế này ạ. Và giá của một bộ combo như thế này là giá là 130 triệu nha các bác. Bộ combo như thế này đây ạ. Và tiếp theo này, sang bên đây em có một bộ trường. Với bộ trường ngũ sơn ạ. Song tiện ngũ sơn, chất liệu nào gỗ gụ hay còn gọi là gỗ mật, miền Nam gọi gõ mật. Bộ gồm tổng là 3 món, gồm có 2 chiếc ghế dài và 1 chiếc bàn. Đầu tiên thì em đo kích thước của chiếc bàn. Bàn dài là 161 cm, ngang 61 cm, bàn cao là 75 cm nha các bác. Em đến gần để em quay chi tiết. Đây là với đây là phần chân ạ. Chân em đo 10 cm, phần chân được đục chạm ạ. Rất là tỉ mỉ, đục chạm tới cuối chân. Và đây là phần liễu nha các bác. Với chiếc bàn hàng đục chạm tứ diện, 4 mặt ạ. Đây các bác xem phần liễu được đục chạm chim hoa với chân gỗ ạ, lành nặng niền nạc. Thế chân ạ, chân dày 10 cm, rất là dày dặn chắc chắn, đục chạm tới cuối chân luôn. Thế chiếc bàn hàng đục chạm tứ diện ạ, 4 mặt là như nhau. Ở dưới bàn cũng có một chiếc sàn để các bác có thể là đựng đồ. Đem quay lên đến mặt bàn ạ. Với tất cả lòng ván ghế và lòng ván bàn là ván gỗ hết nha các bác, ván liền hết luôn ạ. Về chất gỗ nành nặn niền nạc, vân gỗ không chê vào đâu được. Và tiếp theo với hai chiếc ghế kích thước là như nhau, em đo thông số đại diện một cái ạ. Với chiếc ghế tổng chiều dài là 191 cm, sâu 56 cm, và ghế cao 113 cm. Em đến gần và em quay chi tiết. Với bộ trường song tiện ngũ sơn ạ, phần nô ạ, đây là bên trên ạ, để đục chạm chim hoa. Dưới là được tạo hình ạ, những hình song tiện. Đây, những hình song tiện ạ, và xen kẽ là những nô ạ, đều được đục chạm. Những đường nét đục chạm nó tỉ mỉ. À, đây là chỗ ngồi nha các bác, lòng ván bên trong là ván liền hết ạ. Vân gỗ cũng rất là đẹp luôn. Với chiếc ghế hàng đục chạm tứ diện ạ, đây là bên hông ạ, bên trên ạ, phần tay đây cũng tạo hình những hình song tiện. Phần chân em đo 10 cm nha các bác, đục chạm tới cuối chân ạ, với bộ trường song tiện chân móng này ạ, hàng đục chạm tứ diện, 4 mặt là như nhau. Đây là chiếc ghế thứ hai nha các bác, đây là phần nô tự ạ, những nô ạ đều được đục chạm ạ, và xen kẽ là những hình song tiện. Với tất cả lòng ván ạ, bên trong là ván liền hết ạ, và rất là đẹp luôn. Em quay ra đến mặt sau của chiếc ghế ạ. Với bộ trường song tiện ở ngũ sơn này, hàng đục chạm tứ diện, mặt sau cũng đục chạm đúng như mặt trước ạ. Bác xem ạ, chất gỗ lành nặng niền nạc và rất là đẹp luôn ạ. Về những nô ạ đều được đục chạm và xen kẽ là những nô ạ, là tạo hình những hình song tiện.
Và em quay đến phần liễu dưới, trên ghế hàng đục chạm tứ diện nhà các bác, mặt sau đục chạm đúng như mặt trước ạ. Phần liễu được đục chạm chim hoa. Phần chân ạ, đều được đục chạm tới cuối chân. Chân bàn, chân ghế đều dày 10cm ạ, rất là dày dặn chắc chắn. Và em báo giá giao lưu với bộ trường song tiện ngũ sơn này ạ, giá là 28 triệu, em bao bị phí ship Hàn Quốc cho tất cả các bác. Và tiếp theo ạ, sang bên đây ạ, thì em có một cây tủ chùa bầu với chất liệu nào gỗ vụ hay còn gọi là gỗ mật, miền Nam gọi gõ mật ạ. Đầu tiên em đo thông số để các bác nắm về kích thước. Cái tủ chùa bầu này có tổng chiều cao là 225cm, ngang 150cm và sâu là 50cm. Em đến gần và em quay chi tiết với cây tủ chùa bầu ạ. Phần chương trên cùng đây ạ, được đục chạm ba anh em kết nghĩa vườn đào. Hàng đục chạm rất là tỉ mỉ, kinh bong nha các bác. Với cây tủ chùa bầu này là đục tích ạ, Tam Quốc ạ. Đem quay đến phần dưới ạ, đây ạ, bên trên ạ được đục chạm. Và đây là phần đôi cánh ạ. Bên trong nhà các bác gồm có hai sàn ạ, để các bác có thể là để đồ và trưng bày đồ. Bên ngoài là kính. Với hai chiếc ngăn kéo ạ. Đó, bên ngoài được đục chạm ạ, cái đồng quê. Hàng đục chạm rất tỉ mỉ và kinh bong ạ. Em quay đến phần đôi cánh ạ. Với cây tủ chùa bầu này là được đục chạm vào khảm tích Tam Quốc ạ. Để bác xem. Với chất ốc xà cừ, hàng được cắt tỉa rất là tỉ mỉ và thủ công. Và khi các bác xem video chưa kỹ và nghe chưa được rõ, có thể kết bạn với em qua số điện thoại cũng là số Zalo là 0944058115. Em có thể gửi chi tiết hơn cho các bác về tất cả các sản phẩm bên cơ sở đồ gỗ Bảo Đại. Và đây em quay đến phần phía dưới ạ. Những đường dây neo liên chi ạ, được khảm kín nha các bác. Và với chính giữa của cây tủ bày đồ này, đây ạ, là một chiếc ngăn kéo ạ. Và có thể là mở la và đựng đồ, bên ngoài được đục chạm. Với đường nét đục chạm ạ, tích quan công quá hạn nha các bác. Đục chạm nó kinh bong. Em quay sang phần đôi cánh thứ hai ạ. Các bác có thể là xem được kỹ hơn. Hàng cắt tỉa rất là có hồn. Với chất ốc xà cừ ạ. Bên ngoài cũng được khảm những đường dây neo liên chi, những đường ô van ạ. Và chạy quanh vòng tròn phần đôi cánh. Đây là hai chiếc ngăn kéo nhỏ nha các bác. Bên ngoài ạ, cũng được đục chạm. Và đây là bên trong phần chính giữa đây ạ. Khi giao lưu nó cơ sở Bảo Đại em sẽ làm ạ cho các bác ạ, hai sàn bên trong để các bác có thể là trưng bày đồ ạ. Với cây tủ chùa bầu đục tích Tam Quốc này em cũng báo giá và giao lưu giá là 37 triệu, em bao bị phí ship và lắp ráp tại nhà cho tất cả các bác. Và đây là sản phẩm cuối cùng ạ mà video clip hôm nay em muốn giới thiệu, một siêu phẩm VIP đến thời điểm hiện tại là chỉ có 102 bên cơ sở đồ gỗ Bảo Đại. Một bộ trường ngũ sơn với chất liệu là gỗ cẩm nai và được thảm ốc Singapore. Đầu tiên là với bộ trường ngũ sơn này ạ, bộ gồm tổng là 3 món, gồm có hai chiếc ghế dài và một chiếc bàn. Với chiếc bàn bầu ạ, kích thước rất là to lớn, để em đo thông số. Chiếc bàn tổng chiều dài em đo là 178cm. Chiều ngang em đo là 94cm nha các bác. Em đến gần và em quay chi tiết. Với phần chân được đục chạm đầu nâng chân cá. Phần chân được đục chạm và được khảm ạ. Với chiếc bàn hàng đục chạm và khảm tứ diện, bốn mặt là như nhau. Đây là với phần rượu ạ, được đục chạm ạ, chim hoa tùng độc, được cắt tỉa và đục chạm rất là tỉ mỉ.
Đây em quay lên đến mặt bạn ạ. Để các bác xem ạ. Với chất ốc Singapore đỏ nửa vàng chanh, hàng được cắt tỉa tơ tóc sắc nét đến từng chi tiết nhỏ. Những đường nét ạ, oval ạ, bên trên được khảm tùng nọc nha các bác. Và xen kẽ là những hạt trân châu được khảm ạ, chạy kín trên mặt bàn. Ở đây là bên trong lòng bàn là một viên đá cẩm thạch tự nhiên vân núi ạ. Siêu vân nha các bác. Một viên đá nguyên khối luôn ạ. Tiếp theo thì với hai chiếc ghế thì kích thước là như nhau. Em đo thông số đại diện một cái ạ, cho các bác nắm về kích thước. Với chiếc ghế tổng chiều dài là 215cm, sâu 67cm và ghế cao là 133cm. Em đến gần và em quay chi tiết. Đầu tiên là với phần tựa ạ. Đây ạ, phần chính giữa của nô tựa đây ạ là được đục chạm và khảm hai con hạc nha các bác. Và tất cả những nô bên ngoài đây ạ là được cũng được đục chạm tứ quý bốn mùa. Hàng cắt tỉa đục chạm cực kỳ là tơ tóc và sắc nét với chất ốc Singapore đỏ nửa vàng chanh. Những nô xung quanh ạ được được chạm vào khảm ạ. Từ quý bốn mùa, thành cúc trúc mai tượng trưng cho bốn mùa xuân hạ thu đông. Và đây em quay lên đến phần chỗ ngồi ạ. Bên trong chỗ ngồi cũng gồm có ba ô đá, đều là những viên đá cẩm thạch tự nhiên vân núi ạ. Bên ngoài được khảm ạ, những đường ô van được khảm cảnh tùng nọc. Hàng được cắt tỉa rất là tơ tóc và sắc nét. Em quay sang chiếc ghế thứ hai để các bác có thể là xem được kỹ hơn. Đây là một bộ trường ngũ sơn ạ. Chất liệu là gỗ cẩm lai và được thảm ốc Singapore. Đến thời điểm hiện tại là bộ ghế này ạ là một siêu phẩm VIP, hàng là chỉ có 102 bên cơ sở đồ gỗ Bảo Đại. Đây, các bác xem ạ, chính giữa đây ạ được đục chạm và khảm hai con hạc và những nô xung quanh là được đục chạm tứ quý. Rồi, các phần tựa và phần thành đều được khảm nha các bác, những đường dây neo liên chi, những đường oval là khảm kín luôn ạ. Và đây là phần chỗ ngồi ạ. Bên trong là đều là những viên đá nguyên khối nha các bác, đá tự nhiên vân núi ạ, cực kỳ là đẹp. Và với chiếc ghế hàng đục chạm và khảm tứ diện bốn mặt ạ. Đây là em quay phần hông ạ. Với phần chân em đo 14cm, cực kỳ dày dặn chắc chắn ạ. Đây bên trên là được đục chạm chim hoa. Ở phần dưới ạ đều được khảm hết nha các bác. Chất gỗ và vân gỗ là không chê vào đâu được ạ. Em quay lại đến mặt sau ạ. Chiếc ghế hàng đục chạm và khảm tứ diện. Mặt sau ạ cũng được đục chạm và khảm đúng như mặt trước. Được xem ạ. Với những nô xung quanh ạ được khảm đục chạm tứ quý bốn mùa. Cùng cúc trúc mai tượng trưng cho bốn mùa xuân hạ thu đông. Chất gỗ và vân gỗ thì không chê vào đâu được ạ. Và đây là phần liễu ạ, đều được đục chạm tứ bình nha các bác, những bình hoa, những giỏ hoa đều được đục chạm và cắt tỉa rất là tỉ mỉ. Khi các bác kê bộ trường ngũ sơn này vào không gian phòng khách thì cực kỳ là sang trọng và đẳng cấp ạ. Kích thước rất là to và ngồi cực kỳ là thoải mái. Khi giao lưu này, cơ sở Bảo Đại em sẽ cắt cho các bác ạ một miếng kính để ở trên bàn để có thể là sử dụng và vệ sinh được tiện nghi và sạch sẽ. Và với bộ trường ngũ sơn này ạ, tất cả phần tựa và tay ạ đều là mộng chắc chắn ạ, mộng tháo rời hết nha các bác. Khi giao lưu cơ sở Bảo Đại em bao bị phí ship và lắp ráp tại nhà. Và em cũng báo giá và giao lưu với siêu phẩm VIP ạ, bộ trường ngũ sơn, chất liệu gỗ cẩm lai khảm ốc Singapore này. Giá là 580 triệu, thì em bao miễn phí ship và đắp lắp tại nhà cho tất cả các bác rồi.
Khi các bác xem video thấy hay, thấy đẹp, có thể cho em một like, một đăng ký kênh. Em có thêm động lực phát triển kênh ra những video mới để giới thiệu đến các bác nhiều sản phẩm hơn nữa. Các bác xem video chưa ký và nghe chưa được rõ, có thể kết bạn với em qua hai số điện thoại, cũng là số Zalo là 0944058115 hoặc 0945058115. Em có thể gắn chi tiết hơn và giao lưu với các bác. Em xin dừng video ở đây. Hẹn các bác ở các video tiếp theo.